bờ sao có chống hồn chủ động mét tần số từ 10 hẹp tới 20 hẹp rồi 680 mm có sự của beta C biển đi nên mình sẽ review sao thì đây là trên đầu rồi ra có chiếc lúc trà bá luôn 689 ồ khá nặng ở dưới đây không có gì hết có chữ PP này thôi cái này là theo cái hiệu là một cọng cáp Type C có khắc logo JBL đàng hoàng nha. Cáp dẹp rồi cái này là gì đây à, cái mút tai nghe sách hướng dẫn có sách sử dụng nhanh đó như thế nào thế nào set approval ở trên tầm Amazon sao vậy hạt mần rồi bây giờ cái nhân vật chính là cái tai nghe bằng nhựa không biết nhám hay nhựa gì nữa nó có cái này
sạc taxi, một cái nút kế bên. Anh sẽ bật ra thử lần đầu rồi đó. Wow. Serial number. Thôi mà nhớ quá. Rút một cái tay ra. Cái tay này nó sẽ được phủ lại. Cho mấy nét được ta. Đây ok, có chữ R. Chữ JBL. Cái này là cái mic nè. Trên đây cũng có một lỗ mic nữa. Đây một lỗ mic. Này là gì đây? Tháo ra. Thôi khoan từ từ. Có khắc nhiều chữ trong đây lắm. Phải nhìn kỹ mới thấy được. Khó lấy nét quá. Chung chắc chắn cứng cáp. Tay bên trái. Mình sẽ gỡ cái này ra. Rồi đây là tay bên trái nè. Chân sạc dàn đồng mà chưa sạc luôn nữa không. Có chữ JBL. Ở trên đây cái mic. Trên đây cái mic. Rồi mình. Rồi đây là bên trong cái hộp. Người ta sẽ khắc những cái chữ gì trên đó nhớ. Li ti nhỏ nhỏ nhỏ. Sẽ bỏ ra thử coi. Nó sẽ sạc cái tai nghe đó. Đó. Có sẽ không lên đèn trên người đâu. Tay bên trái sạc qua bên phải được không? Không được. Thôi để mình sạc xong rồi mình sẽ quay lại sau. Tay này nó lột hết rồi đó. Cũng thấy chắc chắn. Cầm cái tay cũng hơi nặng nặng. Nặng hơn mấy tay Bluetooth bình thường.